Xin chào mọi người, thì chủ đề video hôm nay mình làm là khung cảnh đồng quê. Thì chiều hôm nay mình đi bắt ốc đồng nè, sẵn mình quay cho các bạn thấy khung cảnh ở nơi mình ở luôn nha. Đấy, xe đấy là núi Chín Khúc đó mọi người. Ruộng lúa thì bây giờ người ta đã gặt hết rồi, thì bây giờ là cơ hội để mình đi bắt ốc nè. Chứ lúc người ta chưa gặt á, thì mình đi mình dẫm lên lúa của người ta thì cũng không có nên. Con đường mình đang đi là đúng chất là đường làng luôn đó mọi người. Bên tay trái mình là mương này, xong tới những ruộng lúa nè, tiếp theo là núi đó. Mọi người biết bên kia núi là ở đâu không ạ? À? Bên kia núi là Phước Đồng, Nha Trang đấy. Còn bên này là thuộc huyện Diên Khánh. Rồi bây giờ mình sẽ đi bộ dọc mương nước này nè. Mình sẽ tiến ra xa hơn là các phía ruộng ấy, thì nơi đó có nhiều ốc hơn. Dốc mình đi là khoảng 5 giờ hơn rồi. Thì dốc chiều gì đây nè, ốc nó mới lên á, thì mình cũng dễ bắt hơn. Chúng mình bị cận nữa cho nên mỗi lần dòm ốc á, mình phải dòm sát xuống mới thấy, chứ còn đi như người ta thì mình cũng chẳng thấy. Thì dọc bờ mương có rất nhiều ốc bám vào thành mương nè. Đấy, mình chỉ việc lụm vào và bỏ vào bị thôi. Đó, ốc hơi nhỏ một tí, nhưng chắc đi xe ra ruộng sẽ có ốc to. Đây nè, mình đi theo mương nước. Đây, mọi người đã thấy con ốc mà màu vàng ấy là ốc cái đấy. Còn ốc mà màu đen là con ốc đực đấy. Dọc bờ mương nhiều lắm nha mọi người. Mương này là dẫn nước để tưới cho các ruộng nè. Đó đó đó. Rồi bắt luôn, bỏ luôn vào bịch, mỗi đứa một bịch. Tính ra thì cũng được kha khá rồi đây ha. Mọi người xem video mình. Tàu lửa nè mọi người ơi. Tàu này theo mình thấy là tàu chở hàng nha mọi người ơi. Đấy, rồi xong cảnh tàu que rồi, giờ tiếp tục mình đi bắt ốc luôn nè. Đây là dây rau muống nè mọi người. Thì dưới mương á thì rau muống bò rất là nhiều á, mình chỉ bắt ốc thôi, còn rau muống này thì mình không có hái. Đó, ốc bám đầy các dây đó mọi người, mình chỉ việc bắt lên và bỏ vào bịch thôi. Đúng chất là âm thanh của đồng quê luôn, vừa đi vừa nhi, tiếng nhạc ếch nhái luôn, tiếng còi tàu luôn, gì cũng có nè. Đây là con ốc cận cảnh nha mọi người, thấy nó đang bò nè. Mà biết bò thế này khi nào mới tìm được tình yêu của đời mình cơ chứ. Thôi bắt nó bỏ vào bịch luôn, cho nó tìm được tình yêu sớm luôn. Này là con ốc đực nha mọi người. Rồi bỏ vào bịch, đi thôi. Đây là những cây mẹ non nè. Sau khi người ta cắt lúa thì những hạt lúa nó rơi xuống ấy, thì mọc lại những cây mẹ non. Nhưng mà những cây này người ta sẽ cày bừa lên, người ta gieo lại thôi. Bây giờ mình đi thì trời cũng hơi tối tối rồi nè. Đường ruộng khó đi cực kỳ nha. Hồi nãy biết mình bỏ dép lên trên bờ mình đi chân không rồi. Đi dép rất là khó đi nha. Đấy, như mọi người đã thấy đấy, nếu mà mình cảm nhận trải nghiệm ở đồng quê thì mình đi thế này thì mình cũng có cảm giác riêng ấy. Mùa này thì không biết có đĩa không nhỉ? Ôi, mình sợ nhất con đĩa bám vào chân rồi nó không có nhẽ ra đâu. Đó đó đó, ốc ốc. Theo kinh nghiệm hồi nãy giờ của mình thì mình thấy ốc hay tập trung ở chỗ những mà nơi nước chảy ấy. Đấy, nước chảy như thế này này, hoặc là nó sẽ nằm ở những nơi mà có nhiều trứng ốc ấy, nó sẽ nằm dưới gốc bụi cây lúa ấy. Đấy, mình chỉ việc đấy mình cúi xuống mình nhặt thôi. Rồi, chắc nhiều bạn thắc mắc là không biết mình thò tay xuống đây thì có ngứa tay không nhỉ? Thì ngứa đó mọi người à, nhưng mà dễ gì mà có trải nghiệm như thế này đâu. Đây, một ổ dân cư luôn. Đây, mình bắt bỏ ra luôn. Đấy, mình bắt những con trung và vừa vừa thôi, còn nhỏ chắc mình để lại cho chúng lớn lên he. Chắc hết rồi đó. Nè, có một chị đứng gần mình nè, chị lội xuống ruộng chị bắt luôn. Nhưng mà mình lội xuống ruộng thì mình lại sợ đĩa, mình chỉ đi dọc ven bờ và nhặt ốc thôi. Đó đó đó, ốc đó, ốc đó. Đó, đó. Dỡ lên. Chà, nó rớt, nó trôi theo dòng nước rồi. Đây nè, trời. Thế là phải bỏ vào bịch thôi. Hết rồi mọi người à. Đấy. Rồi, trời thì mình thấy cũng đã tối rồi. Dần tối rồi thì tụi mình cũng về thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Cảm ơn mọi người ạ.